chào mọi người, chào mừng tất cả các anh chị và các bạn đã đến với kênh Toàn Ô Tô Cũ Sài Gòn. Thì đầu tuần tiền về được một siêu phẩm các anh chị ha. Một dòng xe 7 chỗ phải nói rất là hot luôn. Bữa giờ các anh chị và các bạn nào đang cần tìm cái dòng này thì nhanh tay liên hệ Tiền để sở hữu ngay, vì dự kiến em này sẽ bán rất là nhanh các anh chị nha. Thì bên cạnh Tiền đây là một chiếc xe 7 chỗ của Isuzu các anh chị ha. MOUX máy dầu số tự động đời 2019 các anh chị, được nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan ha. Xe thì mới đi có 30.000 km thôi. Bên Tiền đang bán xe này với giá là 726 triệu các anh chị ha. Bây giờ Tiền mời mọi người cùng Tiền nhìn sơ tổng thể về cái xe này trước, rồi mình sẽ đi vào chi tiết xe nha. Xe thì được sở hữu nước sơn là màu bạc, mang biển số Sài Gòn nè. Các anh chị nào mình ở Sài Gòn lấy chiếc này thì mình không có tốn thêm 20 triệu tiền biển số nữa khi sang tên ha. Má em này là 1.9 các anh chị nha. Đấy, nước sơn thì khá là đẹp các anh chị. Mức tiêu thụ nhiên liệu trung bình của em này thì tầm khoảng 6 lít rưỡi cho tới 7 lít rưỡi các anh chị nha. Rồi, biển Sài Gòn 51H36124 ha. Rồi, đi cận hơn phần nước sơn giúp Tiền các anh chị. Vâng, Tiền thì còn hỗ trợ các anh chị nhà mình vay ngân hàng nữa nha. Xe thì Tiền thấy nước sơn cũng khá đẹp, tuy nhiên thì cũng có những vết xước xước như thế này các anh chị ha. Xe đã qua sử dụng thì mình cũng thể nào mình yêu cầu nước sơn còn nguyên zin, còn mới 100% nha. Trầy xước hay là giảm tút ở một vài chỗ thì không là vấn đề gì hết các anh chị ha. Quan trọng là chất xe nha. Lớp nè, độ gây gió Tiền thấy còn khá là sâu các anh chị. Mâm là không có một vết trầy xước nào hết các anh chị ha. Có cảm biến áp suất lớp cho mình nữa nè. Đách vỏ nè, tuần thứ 12 của 2019, vỏ zin các anh chị. Đăng kiểm thì còn tới tháng 3 năm 2023, cũng gần hết rồi các anh chị ha. Có dán phim cho mình nè, tay nắm cửa thì mạ rơm các anh chị, có bệ bước cho mình luôn rồi nha. Bên hông xe thì cũng không có bị trầy xước hay là móp méo gì hết các anh chị. Đấy, mica đèn cũng còn rất là đẹp ha. Tất cả xe bên Tiền thì luôn cam kết với các anh chị là xe không đâm đụng nè, không ngập nước, không đại tu động cơ và hộp số bao test hãng, nên là các anh chị nhà mình yên tâm nha. Phía sau thì có cam lồi các anh chị, tuy nhiên thì Tiền chưa thấy có cảm biến lồi ha. Nhìn sơ phần gầm giúp Tiền các anh chị nè. Mấy hôm nay bên Tiền về nhiều xe lắm các anh chị. Lớp dự phòng độ gây gió còn sâu ha, gầm bệ thì sáng đẹp không vấn đề gì hết. Rồi, Tiền mở cốp cho các anh chị nhà mình xem cốp là cấp điện luôn các anh chị nha. Ok. Rồi, ở phía trong là những cái phần nhựa bên trong hầu như là không có bị trầy xước gì hết ha. Rất là đẹp luôn nè. Chỗ này là lấy đồ ra vô dễ bị trầy xước nhất, nhưng mà ở đây là Tiền thấy không có trầy xước gì hết nè các anh chị. Còn đội tay quay thì bên này. Đó, đồ nghề thì còn khá là đầy đủ các anh chị ha. Xe này Tiền thấy anh chủ giữ xe khá là kỹ nha. Đấy, những cái phần nhựa còn mới tinh luôn. Ở nhà mình không đi full người thì gặp ghế phướng như thế này để mình để được một khoảng để đồ rất là lớn các anh chị ha. Rồi, bây giờ mình sẽ tiến về phía trước, mình kiểm tra phần nội thất các anh chị. Đây, mức tiêu thụ nhiên liệu trung bình nè các anh chị, 6,3 lít cho tới 7,2 lít các anh chị. Ghế nha, ghế da nguyên zin tông màu kem, Tiền thấy còn tương đối mới nha. Sàn thì sàn nguyên bản, có tắp bị sàn ở trên trần là trần nguyên bản các anh chị. Tiền sẽ tiến về khoang lái nha. Dòng này hot lắm các anh chị nhà mình tìm nhiều lắm, bữa giờ liên hệ Tiền tìm khá là nhiều ha. Hôm nay thấy được video này thì phải gọi lại cho Tiền nha. Đây là chìa khóa của MOUX nè các anh chị ha. Đấy, rồi Tiền sẽ nổ máy lên nha. Rồi, xe mình thì ghế lái là chỉnh điện các anh chị. Ghế lái chỉnh điện ha. Rồi nhìn vô lăng giúp Tiền nè. Vô lăng ở đây là vô lăng bọc da, anh chủ bọc cho mình thêm một cái bao da tay lái nữa ha. Những cái nút bấm còn mới lắm. 2019 mà đi 30.000 là đi cũng khá ít chứ không có nhiều đâu các anh chị. Odo nè, 30.748 km ha. Táp lô là không có trầy xước, này là cảm biến áp suất lớp nè. Anh chủ thì lên cho mình một cái màn hình Android rồi các anh chị ha. Dưới này là dàn lạnh, cần số cũng còn rất là mới nè. Rồi, những cái chi tiết nè, những cái ni lông nè các anh chị, từ nhà máy vẫn còn chưa gỡ hết nè. Rồi bây giờ mình sẽ tiến về phía trước, mình kiểm tra phần động cơ các anh chị nha. Xe này thì đẹp quá rồi nên Tiền cũng sẽ đi nhanh thôi, không có gì để bàn về em nó nữa rồi, đi có 30.000 mà. Các anh chị nào mà thích chiếc này á, mở tỉnh xa chưa thể lên Sài Gòn xem xe trực tiếp liền được á, thì xem qua video chi tiết xe của Tiền ngày hôm nay nè, rồi chuyển khoản đặt cọc trước cho bên Tiền tầm khoảng 20 triệu thôi ha. Tiền sẽ vận chuyển cái xe này về tận nhà cho các anh chị nhà mình kiểm tra xe nha. Đúng với những gì bên Tiền làm cam kết, đúng với những gì bên Tiền làm video, thì khi đó các anh chị mới thanh toán tiếp phần tiền còn lại ha. Đó, và Tiền sẽ hỗ trợ các anh chị nhà mình là ký hợp đồng mua bán hoặc hợp đồng ủy quyền tại phòng công chứng gần nhà của các anh chị luôn nha. Xe này Tiền nhớ không lầm là xe công ty xuất hóa đơn các anh chị, nên thủ tục cũng rất là gọn ha.
Rồi ốc của nắp cabo keo chỉ cabo nè. Rồi phần khung xương, phần ốc chuyên đèn là nguyên zin nha. Nhìn sơ phần ốc máy giúp tiền luôn, ốc ác là nguyên zin, tem mát từ nhà máy vẫn còn các chị. Rồi cho các chị nhà mình nghe tiếng máy luôn nha. Em lắm các chị. Hoặc là các chị có thể là xem qua video rồi chuyển khoản đặt cọc để giữ xe trước các anh chị, rồi mình hẹn ngày mình lên mình xem xe, để tránh những cái trường hợp mà khi các anh chị đã lên tới nơi rồi mà xe này bên tiền đã nhận cọc trước rồi thì lúc đó lại mất thời gian đi lại của các anh chị, mất chi phí đi lại của các anh chị ha. Rồi thì nhắc lại thông tin chiếc xe này một lần nữa nè, Isuzu MX máy dầu số tự động đời 2019 được nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan nha. Xe thì đi mới có 30.000 km thôi, bên tiền đang bán xe này với giá là 726 triệu các anh chị ha. Giá đây tiền báo thì sẽ bớt cho các anh chị một tí xíu lọc nữa khi mà đến xem xe trực tiếp nè. Nếu các anh chị nào mà thích chiếc như này thì nhanh tay liên hệ tiền qua số điện thoại bên dưới ngay nha. Và hiện tại 7 chỗ máy dầu thì bên tiền cũng còn một số các dòng xe khác nhau như là Fortuner nè, rồi Trailblazer ha, Santa Fe, Everest, tiền đều có. Nên nếu như mà các anh chị nhà mình đang cần tìm mua cho mình một chiếc xe 7 chỗ như thế nào thì liên hệ tiền nè, hoặc có thể là ở lại bên kênh của tiền lướt xuống bên dưới để mình xem được nhiều video hơn nha. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các anh chị và các bạn ở những video tiếp theo.